Chào các bạn, trước mắt các bạn là chiếc Fujitsu F08D, một chiếc điện thoại đến từ Nhật Bản có khả năng chống nước và giá của nó rất là tốt, chỉ khoảng tầm 900.000 thôi. 900.000 và chúng ta có một sản phẩm như thế này. Thì cách đây nhiều năm, Fujitsu F08D đã có một cái camera là 13 chấm và hôm nay mình sẽ cùng với các bạn hành trình khám phá cái chất lượng của camera này. Đầu tiên là mình sẽ cùng các bạn thử khám phá trong cái phần mềm của nó, camera có tính năng gì. Phần mềm của chiếc Fujitsu F08D này có một cái camera và chúng ta thấy nó tương đối dễ dùng. Các bạn dùng nó ở cái giao diện tiếng Anh thì các bạn sẽ dùng được hết tất cả các tính năng của nó. Rồi, ok. Đó. Ở trong đây thì chúng ta có một cái chức năng là Normal hoặc là Quick Setting, hoặc là có thể chọn bức ảnh đẹp nhất, thì mình sẽ thử cùng các bạn trải nghiệm xem sao. Đầu tiên là mình sẽ thử chọn chế độ Normal này xem sao. Cái chế độ này thì nó tự cảm biến được khung cảnh để nó chụp. Ví dụ như là mình sẽ chụp toàn cảnh thì ở đây bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ tự hiện ra là chụp toàn cảnh, đúng không ạ? Còn ví dụ như đây, mình sẽ chụp macro như các bạn thấy. Mình sẽ thử chụp macro sản phẩm này. Mẹ ơi, mẹ bố con để bố review đấy con. Mình chụp macro thì các bạn thấy là tự cái cảm biến ảnh này nó sẽ chọn cái chế độ là macro. Thì chiếc Fujitsu này dùng cái cảm biến ảnh X1R trên chiếc Sony Z và nó còn cao cấp hơn nữa, chụp rất là đẹp. Tiếp theo là mình sẽ khám phá nhiều tính năng, ví dụ như là chọn cái bức ảnh đẹp nhất này. Và bây giờ mình với các bạn sẽ thử tìm hiểu một cái tính năng, đó là chức năng xóa phông của sản phẩm này. Mình sẽ thử thể hiện khả năng xóa phông của nó. Tính năng xóa phông thì chúng ta chỉ thấy ở trên chiếc iPhone 6, iPhone 7 Plus. Nhưng mà hôm nay thì với một cái điện thoại khoảng tầm có mấy trăm nghìn thôi, liệu nó xóa phông như thế nào? Mình với các bạn sẽ thử trải nghiệm làm sao. Đó, thì cái tính năng xóa phông này của sản phẩm nó được thực hiện bằng phần mềm. Chúng ta hãy cùng quan sát xem nó xóa phông như thế nào. Thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là nó xóa phông rất là mờ mịt luôn. Với một cái bức ảnh mà chiếc cốc là màu trắng, xung quanh cũng là màu trắng mà nó có khả năng xóa phông như thế này, chứng tỏ là người Nhật đã làm phần mềm rất là tốt. Mình sẽ thử lại một lần nữa với chiếc hộp như này. Chúng ta đang thực hiện cái tính năng xóa phông của sản phẩm. Đó. Nào, các bạn thấy rằng là sản phẩm xóa phông rất là tốt. Bây giờ chúng ta cùng xem lại xem sao. Rất mờ mịt, xóa phông mờ mịt như iPhone 7 Plus luôn. Đó, xóa phông rất mờ mịt đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy không ạ? Nó xóa phông rất mờ mịt. Phải nói là đây là một chiếc điện thoại mà tuy hiện tại thì giá nó rẻ nhưng mà nó đúng là một sản phẩm mà rất đẳng cấp trong quá khứ. Một sản phẩm rất đáng nể. Các bạn nhìn thấy bức ảnh chụp rất tuyệt vời. Đây là chụp macro, nét đến từng cm, từng mm luôn. Đó. Vâng. Và mình sẽ thử cùng trải nghiệm với các bạn thử chụp một vài bức ảnh nữa. Nó có tính năng HDR. Bây giờ mình sẽ HDR là tính năng mà sẽ giúp cho chúng ta chụp ảnh ngược sáng tốt hơn. Thì mình sẽ thử chọn nó. Trong đây có rất nhiều chức năng các bạn ạ. Và mình sẽ chọn tính năng HDR. Đây là những cái tính năng mà cao cấp chỉ xuất hiện trên các điện thoại mà chuyên về camera thôi. Và sau khi mình tìm hiểu xong thì mình đã có thể khẳng định rằng đây là một chiếc điện thoại mà nó chuyên về chụp ảnh. Chụp ảnh rất đẹp. Và chúng ta thử chức năng HDR xem sao. Đây thì mình sẽ làm một bức ảnh chụp ngược sáng. Các bạn thấy không ạ? Đây là mình đang chụp ngược sáng, ánh sáng từ phía bên ngoài vào. Và mình thử HDR xem nó xử lý ra sao. Quá trình xử lý HDR cũng xử lý bằng phần mềm. Nó sẽ có một cái thời gian xử lý khoảng tầm vài giây. Chúng ta cùng xem lại bức ảnh xem sao. Vâng, các bạn nhìn thấy rằng là nó sáng hơn rất là nhiều. Nó sáng hơn rất nhiều. Đây, các bạn nhìn thấy không ạ? Khi được xử lý bằng HDR thì bức ảnh ngược sáng nó sáng hơn rất nhiều so với thực tế là ở đây. Đó, các bạn nhìn thực tế thì bức ảnh như này. Mình sẽ chụp thực tế không dùng HDR xem sao. Đây, mình đã bật HDR như này. Đó, còn mình không dùng HDR. Mình sẽ tắt cái chức năng HDR này đi. Và mình thử xem. Đây là bức ảnh không HDR và đây là bức ảnh HDR. Đó, bức ảnh HDR sáng hơn rất nhiều. Vâng, và về cái tốc độ chụp ảnh của sản phẩm cũng rất là tốt. Và nó có nhiều cái tùy chọn. Thì với giá chỉ khoảng tầm 1 triệu, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một sản phẩm chụp ảnh đẹp. Thì mình đã so sánh rất nhiều sản phẩm dưới 2 triệu rồi, hoàn toàn không có chất lượng chụp ảnh cũng như những cái tùy chọn lưng cao như này. Ngoài ra thì sản phẩm cũng có khả năng đó là quay phim HD, quay phim Full HD luôn. Nếu bạn thấy là mình sẽ tùy chọn cái chất lượng ảnh ở quay phim ở đây là Full HD. Chất lượng âm thanh chúng ta cũng có thể chọn chất lượng âm thanh cao nhất. Và chúng ta sẽ thử nghiệm khả năng quay phim Full HD ở sản phẩm này.
Đó, các bạn nhìn thấy rằng là đây là hình ảnh quay một đứa trẻ. Khả năng của sản phẩm nó thể hiện rất tốt. Cảnh vật chuyển động, đường phố chuyển động. Đấy, rất tốt. Ngay cả khi một vật thể chuyển động nhanh như này thì camera của nó đáp ứng rất là nhanh. Và ngoài ra nó cũng có chức năng chụp ảnh panorama nữa. Rất là nhiều tính năng hay. Mình sẽ thử cùng các bạn trải nghiệm một bức ảnh panorama xem sao. Bắt đầu mình xem. Đây là tính năng chụp ảnh panorama của sản phẩm này. Có lẽ là từ năm 2012 thì những cái tính năng này nó rất là xa xỉ. Đến bây giờ thì cũng chỉ những điện thoại cao cấp mới có thôi. Một chiếc thoại giá chưa đến 1 triệu mà còn chống được nước nữa. Đó. Vâng, và bây giờ chúng ta xem lại bức ảnh panorama của chúng ta. Thank you.